Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Trân trọng kính mời quý niên trưởng, các bạn khóa 29, các anh khóa 30 và khóa 31 cùng gia đình và thân hữu đến tham dự Đại hội đoàn kết võ bị toàn cầu vào 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2024 tại Westminster, California, Hoa Kỳ. Sự hiện diện của quý vị, cùng tất cả cựu sinh viên sĩ quan và gia đình, là biểu hiện tinh thần đoàn kết, dấn thân, ý chí sắt son, cùng nhau dựng lại niềm tin vốn đã mất trong 7 năm qua, và cùng góp sức xây dựng lại một Tổng hội võ bị đoàn kết vững mạnh, đồng thời cũng là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Nhằm giúp cho việc tổ chức được thành công tốt đẹp, kính mong quý vị vui lòng cho biết số người tham dự trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Trân trọng, Tổng hội Phó Truyền thông, cựu sinh viên sĩ quan Hà Trinh Tiết, khóa 29. Sau đây là chương trình thứ 6, ngày 28 tháng 6 năm 2024, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều là tiền đại hội. Địa điểm, East West Room, Westminster Civic Center, 8200 Westminster Boulevard, Westminster, California 92683. Lễ truy điệu truyền thống, 6 giờ chiều đến 9 giờ tối. Địa điểm, Freedom Park, tượng đài Việt Mỹ, 14180 Old American Way, Westminster, California 92683. Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2024, 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, lễ chào cờ khai mạc đại hội. 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, họp đại hội đồng khoáng đài. Địa điểm, Warner Middle School Gym, 14171 Newland Street, Westminster, California 92683. Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, tiếp tục họp đại hội đồng khoáng đài. 1 giờ trưa đến 2 giờ 30 chiều, bầu cử. 2 giờ 30 chiều đến 3 giờ chiều, đúc kết chương trình đại hội. 5 giờ 30 chiều đến 11 giờ tối, dạ tiệc bế mạc đại hội. Địa điểm, Weider Studio, 7724 Garden Grove Boulevard, Westminster, California 92683. Liên lạc, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Huệ, khóa 25, phone 510585560012. Cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Phước Ái Đình, khóa 26, phone 714350809. Cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Duy Niên, khóa 27, phone 909548102. Cựu sinh viên sĩ quan Lê Phước Nhuận, khóa 28, phone 949201069. Mong được gặp lại quý niên trưởng và các bạn trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2024 tại Westminster, California, Hoa Kỳ. Chúng ta ai cũng đã từng một thời tuổi trẻ, đầy ắp lý tưởng quốc gia. Chúng ta gia nhập trường võ bị quốc gia Việt Nam, cung kiếm trên tay, một thời vẫy vùng ngang dọc bảo vệ tổ quốc và dân tộc trong khói lửa chiến tranh. Giờ là thời gian còn lại để gặp nhau, hồi tưởng chuyện ngày xưa. Vui buồn trên cõi hồng trần này. Rồi, một mai, mỗi người mỗi ngả, sẽ âm thầm, lặng lẽ đi về miền viên miễn xót xa.
tôi ơi, hãy nên cùng nhau cho ngày này. Bạn bè ngày xưa ơi, có nhớ đến nhau mau gặp lại. Nhắc lại chuyện xưa mà bỏ lắm ra cười. Bạn bè của tôi ơi, có đâu phải vậy không? Bạn ơi, bạn bè của tôi ơi, nếu nóng thì mau mau đi về. Bạn bè ngày xưa ơi, có nhớ đến nhau mong gặp lại. Bạn bè của tôi ơi, hãy rủ nhau về bên nhau. Ngày 4-3 năm tình bạn, mình ôn lại kỷ niệm nhé. Bạn ơi, đừng quên ngồi ôn lại chuyện thời trai ngày ra trường, rồi từ đó đến bây giờ mới là dịp kể lại chuyện xưa. Bạn ơi, kể xuống ngày rồi lại đêm vẫn không bao giờ hết, rồi ôm nhau cười chuyện vũ vơ của tụi mình, cùng ly hoài mà không biết là mình đã sai. Bạn ơi, hãy về nhé, đừng quên. Các bạn đang nghe nhạc phẩm Bạn bè của tôi do cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Đình Tình, khóa 29 trình bày. Video này là ngày họp bạn ở Hello Park thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California, ngày 29 tháng 12 năm 2015, tức là 43 năm kể từ ngày nhập trường võ bị của khóa 29 ở Đà Lạt vào ngày 29 tháng 12. Hãy nên cùng nhau cho ngày này. Bạn bè ngày xưa ơi, có nhớ đến nhau mau gặp lại. Nhắc lại chuyện xưa mà bỏ lắm ra cười. Bạn bè của tôi ơi, có đâu phải vậy không? Bạn ơi, bạn bè của tôi ơi, nếu nóng thì mau mau đi về. Bạn bè ngày xưa ơi, có nhớ đến nhau mong gặp lại. Bạn bè của tôi ơi, hãy rủ nhau về bên nhau. Ngày 4-3 năm tình bạn, mình ôn lại kỷ niệm nhé. Bạn ơi, đừng quên ngồi ôn lại chuyện thời trai ngày ra trường, rồi từ đó đến bây giờ mới là dịp kể lại chuyện xưa. Bạn ơi, kể xuống ngày rồi lại đêm vẫn không bao giờ hết, rồi ôm nhau cười chuyện vũ vơ của tụi mình, cùng ly hoài mà không biết là mình đã sai. Bạn ơi, hãy về nhé, đừng quên. Bạn ơi, hãy về nhé.